Hiếu, anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Dạ. Anh cảm động em vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ, tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm, cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy, cái chú này thiệt tình, cái chú này á thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó chắc cũng khóc khóc nữa. Cái đêm đầu phòng cũng khóc luôn. Dạ. Nói xã ơi, xã anh ơi, tuần chinh em trao hết cho xã. Trời ơi, trời. Cái tấm cầu nữa nè. Cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, cái là mày làm gì mày nhai, nội dung là cái gì chắc ghê gớm đúng không? Cái chồng em cứ nhai miệng nhai mà lắc đầu khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc nói xã ơi đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói nếu mà không nhả ra hả thì cứ nhai nó nát đi là tình cảm nát luôn, mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không, không lùa qua bên nói chuyện. À, chào anh chị. Sao có rung không? Có rung không? Dạ mới khóc xong. Mới khóc xong hả? Khóc 3 lần. Sao vậy? Lý do khóc? Khóc xong rồi cái lau nước mắt xong cái mọi người kêu bình tĩnh cái khóc tiếp. Ủa mà sao khóc vậy? Cảm động á, giống như là cưới lần nữa. Vậy sắp khóc nữa kìa. Nói chung là bữa nay là em tới chương trình được mặc cái bộ đồ cưới như là như cái thỏa ban đầu hai đứa mới mưa cưới. Hai đứa mới cưới nhau, mới quen nhau cho nên xúc động đúng không? Cho nên là em rất là cảm động. Như vậy á, như vậy chứng tỏ là chị thấy vậy chú rể quá yêu cô dâu. Đúng không? Thực sự đây là một người đàn ông quá yêu vợ, thành ra là anh rất dễ bồi hồi cảm xúc với những cái gì thuộc là kỷ niệm của cái tình yêu, của cái tình cảm vợ chồng này. Cho nên cái chuyện mà khóc đó là một cái điều hết sức bình thường, nó cảm xúc hết sức bình thường của một người có một trái tim rất là nhân hậu. Đó, em phải thấy là mình quá hạnh phúc khi mà có một người chồng yêu thương mình như vậy. Và phải nói là chưa bao giờ mà tôi dẫn một cặp vợ chồng nào mà có một cái sự bắt đầu mà nó đông đầy nước mắt như là cặp vợ chồng này. Đúng không thưa quý vị? Đúng không? Thôi, bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Hận và tất cả các quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Huỳnh Văn Hiếu. Hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em làm tài xế và buôn trái cây. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. Thế còn em tên dạ, gì? Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận và toàn thể khán giả đang xem chương trình. Em tên là Phương Nhàn, năm nay 32 tuổi. Em lớn hơn chồng em 6 tuổi. Yeah. Em là hiện tại là đang chăm con nhỏ nó ở nhà. Em đến từ Long Khánh. Tức là bây giờ hai chồng đều ở Đồng Nai đúng không? Hay là sao? Dạ, hai chồng ở Long Khánh lên. Lần đầu tiên thì các bạn là gặp nhau rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Em quen bà xã em là trong một trường hợp là bà xã em đang trên đường đi thì chỗ đó là có một cái trạm bắn tốc độ. Đó. Thì khi đi xuống thì công an đứng ở dưới, thì bên nhà em là có một cái hiên, có một cái ghế đá, thì bà xã em mới thấy trống trải, bà xã em mới tấp qua. Mà lúc gặp bà xã em không biết nó là sao nữa. Nó dạng như là nó có một cái cảm giác như là gặp quen từ kiếp nào á, quen từ kiếp nào. Ồ, đặc biệt lắm. Thế còn em thì sao? Em đâu có biết nhà là chồng em đâu. Cái em ngồi, cái chồng em đi về thấy người lạ ra đang ngồi nhà mình, cái chồng em ra bắt chuyện. Cái em thấy dễ thương, đẹp trai á, cái em xin số điện thoại. Cái về nhắn tin, em nhắn tin trước, em hỏi thăm, xong rồi hỏi tuổi nhiêu, cái chồng em hỏi, em nói trước đi. Từ đầu là biết chồng em nhỏ tuổi hơn em rồi. Wow. Em càng cố tình hạ tuổi xuống để cua được. Dạ, em nói em nhiêu tuổi? Em nói em sinh năm 90. Là em hạ xuống 4 tuổi. Cái chồng em là lúc đó thích em 92 mà cũng nói 90 luôn để cho được quen nhau. Một đứa nâng tuổi, đứa hạ tuổi đúng không? Khi mà anh này biết tuổi thiệt của cổ á, thì lúc đó em sao? Lúc mà em biết tuổi thiệt của xã em á thì em có bị ngỡ ngàng không? Dạ em cũng không ngỡ ngàng gì á. Em cũng vẫn thương, em nói xã hơn 20 tuổi tôi vẫn lấy xã nữa. Tụi em yêu nhau được mấy tháng? Dạ, tụi em biết nhau là tháng 6 đến tháng 12 là cưới luôn chị. Ừ, rồi cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ, được 1 năm rưỡi. Nhưng mà 6 tháng cưới nhau, liệu là 6 tháng các bạn đã hiểu nhau hết chưa mà đã cưới? Em không cần chồng em hiểu chồng em được rồi. Em an tâm là có người chồng vậy được rồi. Tại vì ba mẹ em là người đánh giá rồi, bà con cô bác khen chồng em lắm.
nhiều khi mà mẹ em đi đám cưới á, lúc mà mới quen nhau thôi, mẹ em đi đám cưới cái chồng em biết là mẹ em sẽ vắng nhà, bữa chủ nhật cái chồng em âm thầm vô nấu cơm cho ba em. Bữa đó Hiếu nấu gì vậy? Dạ. Bữa đó nấu quá. Nấu cá kho cho ba hay là kho thịt? Bữa đó anh làm canh mướp nên gì đó, gì đó. Không, sườn ram với lại canh bí đỏ. Sườn ram với canh bí đỏ. Hiếu, anh chia sẻ thật lòng với em luôn Hiếu. Dạ. Anh cảm động em vì anh ngưỡng mộ em á. Một cái người đàn ông quá tình cảm như vậy. Dạ, tình cảm lắm, chụp hình cưới cũng khóc nữa cho anh chị. Rồi cái đêm. Cái gì mà hỏi cái đêm hoài vậy? Cái chú này thiệt tình, cái chú này á thiệt tình á. Cái đêm đầu tiên đó. Dạ. Chắc cũng khóc. Khóc nữa hả? Cái đêm động phòng cũng khóc luôn. Dạ, nói xã ơi. Xã anh ơi. Còn chinh em chào hết cho xã. Trời ơi. Té cắm đầu nữa nè. Rồi lúc đó làm sao em? Cái em mắc cười nổi ra gà. Thì em nói thôi đi, giờ tôi đâu quan tâm quá khứ của anh nữa đâu. Giờ mình cưới nhau rồi, còn hay mất được quan trọng gì. À. Rồi em có phát hiện ở một cái gì ở người đàn ông này có một sự bất ngờ, một cái sự riêng tư của anh không? À, lúc mới cưới về á, em thấy góc học tập của anh mà đúng mà tốt nghiệp rất là lâu mà tập cấp 2, cấp 3 vẫn còn vậy nè. Cái ảnh mới khoe nó đấy, hồi ngày xưa anh học giỏi lắm á, không tin là xã mở ra coi đi, điểm 10 văn lý luôn nè. Cái em mới lấy một quyển tập em rút ngẫu nhiên thôi, em coi cái nét chữ là sao, đang lật lật cái em thấy một cái lá thư, nói chung là em chưa định hình đó là lá thư. Chồng em lập tức nhào tới chụp bỏ miệng nhai. Em nhai hiểu? Ủa lý do mày nhai? Em nói hả, mày nhai cái gì trong miệng? Trời ơi. Dạ lúc là em tức lên rồi nói tức đi tức lên cái này ý lớn tuổi. Ừ. Cái em nói mày nhai gì trong miệng hả, cái tờ giấy là cái gì tao chưa đọc nữa, là cái là mày làm gì mày nhai, nội dung là cái gì chắc ghê gớm lắm không. Cái chồng em cứ nhai miệng nhai mà lắc đầu khoanh tay quỳ gối luôn. Khóc, sau đó khóc nói xã ơi đừng kêu mày tao, anh tổn thương lắm. Cái em nói nếu mà không nhả ra hả thì cứ nhai nó nát đi, là tình cảm nát luôn. Mới cứ về cho nát luôn. Xong cái chồng em không lùa qua bên nói chuyện. Thôi để anh nhả nhưng mà tha thứ cho anh nha. Anh không nhớ này nội dung gì, nhưng mà ngày xưa anh không có yêu ai, người ta yêu anh không à. Cái em không tin, cái em lấy nhả ra, cái tự chồng em hả quỳ gói xuống cái móc trong miệng ra, xếp ra rồi chỗ ướt rồi chỗ khô rồi chỗ rách rồi chỗ lạnh vậy đó. Cứ phủi ra, cái em đọc thì nội dung rất là bình thường, là người con gái tỏ tình chồng em vậy thôi. Mà nhai mà có gì đâu nhai. Xong mà trước đó là em tát mấy bạc tay rồi. Trời ơi. Bin té cắm đầu hoài à. Trời ơi. Vậy cái cảm xúc của em cái đêm tân hôn nó vui không? Đó. Sao em làm ăn được? Sao em mừng ăn được? Nói chị nghe coi. Đêm hôm đó chị, đêm tân hôn đó là ăn tát đó. Ăn tát đó. Là mới cưới về cái khoe góc học tập đó. Ủa là cái đó là điểm tân hôn luôn. Mới cưới về luôn là em sáng em mấy bạc tay. Là nhai đó hả? Dạ. Cái em cũng thấy có lỗi, xong cái cũng nhưng mà cũng ương rồi cũng nằm. Thấy chồng em nằm quay lưng qua khóc, khóc thầm. Em quay qua, tại vì hai đứa đang đối lưng quay quay vô tường, đứa quay ra ngoài. Cái em quay qua cái chồng em cảm nhận được là em quay qua cái khóc rung lên. Xong cái em nói thôi lại đây cái nhào tới em liền, hòa khóc lớn lên. Nghĩa là vỡ hòa lên đó. Rồi sao nữa? Xong cái chồng em nói, chồng em khóc hòa lên, nhưng mà là tuổi thân đó, nếu xã ơi đừng có kêu mày tao, đánh anh như không được, đừng kêu mày tao, anh tổn thương, anh không có quen. Lau nước mắt anh đi, lấy tay em, tự lấy tay em rồi đưa lên mặt chồng em ấy, xã lau nước mắt cho anh đi, anh tội nghiệp lắm. Trời ơi, cái thương vậy. Rồi xong sao nữa? Rồi xong cái quan trọng là cái cần cái hỏi cái sao cái xong đó. Cái nói anh còn chinh trắng trao cho xã đó, xã là người đầu tiên của anh đó, anh chưa yêu ai bao giờ mà nhiều người thương anh lắm. Cái em tự nói trời, chồng mình được nhiều người thương quá, tại sao mình cứ ăn hiếp chồng mình, mình không nói chồng mình thương mình gì nè. Cái sau này cái em cũng hối hận quá. Dạ, cũng sửa đổi, cũng không có kêu mày tao nữa. Không, chị đang hỏi cái không, đêm cái đêm đó. Động phòng á. Chị đang hỏi cái đêm dạ, đó không, ngay cái đó sau bỏ đó. Làm bên. À, cái đêm động phòng sau khi lấy cái tay quẹt nước mắt đó là tới luôn đúng không? Dạ không, làm mất hứng rồi. Mất tiền không tức mà mất hứng mới tức chị. Mất hứng luôn. Tờ giấy là bả nhai ông rồi. Và đêm thứ hai là bắt đầu thành công đúng không? Dạ, lên mạng học.
Nó còn trên đường kiểm tra liền. Mà đúng là còn xin không? Em không biết nhưng mà thấy mắc cỡ. Mắc cỡ, đáng lẽ em phải mắc cỡ. Anh mắc cỡ cái anh lấy mền che mặt lại, thấy em nhìn cái lấy mền che mặt lại xong cái mở ra nhìn em hẹn thùng. Trời ơi. Nói chung là em cảm nhận là rất là chân thật. Ờ thấy thương quá. Rồi sau hai đứa lấy nhau rồi có em có bị vỡ mộng gì với Hiếu không? Dạ có, bao nhiêu cái tính tốt hết, rất là tốt mà giờ em nói ra chẳng ai tin luôn. Nhưng mà có vỡ mộng là chồng em hay ngủ hay xì hơi đó chị. Lần đầu là xì hơi tủng. Xong cái em là lúc đó nghĩ lần đầu tiên mình không có kinh nghiệm thì cái lùa vô trời chịu không nổi. Lần thứ hai qua mấy ngày sau em thủ sẵn chai dầu đầu giường. Trời, mỗi lần nghe tiếng là em đưa vô sẵn. Chỉ có một cái đó là xấu thôi, còn dạ, tìm còn gì ra. Đúng không em? Dạ không, em tìm không ra tại vì về đó là cái việc mà nội trợ là chồng em làm hết. Nấu ăn, giặt giũ, nấu cơm, nấu thậm chí cái toilet đó, rất là một ngày, ba ngày chùi sạch lắm kìa. Trời ơi, quý vị ơi, đích thị đi là người đàn ông lý tưởng rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hiếu. Vợ em có tính xấu gì không? Vợ em có tính xấu là chỉ không biết giữ gìn sức khỏe mình thôi. Trời ơi, vợ em tính... ăn ớt như sáo vậy. Không vậy hả, ăn ớt nhiều. Hả? Ăn ớt thì mới ghen đó. Em có cảm thấy vợ em hung dữ không? Rồi vợ em thì hung dữ thì chỉ lúc là có chuyện. Vợ em sanh nở xong rồi người căng thẳng mệt mỏi này kia thôi. Chứ bình thường vợ em rất là đáng yêu. Đáng yêu à. Có hay mỗi khi giận lên là có hay cào cấu rồi xé rồi nhét nhắt nhéo em không? Dạ có. Hiện tại vết sẹo vẫn còn, em thừa nhận luôn. Trời em hối hận không trời? Dạ hối hận. Tại cái em... chồng em nói là em ơi cái này không phải là xả cào đâu, xả đừng có buồn, cái này là con cọp. Con cọp nó em tuổi cọp mà chồng em nói con hổ nó vồ anh. Trời, câu chuyện về người chồng bị vợ bạo hành triền miên là có thật. Nhưng mà tối ngày cái nói xả cứ đánh năm thoải mái đi, miễn sao là xả vui được rồi, cái em càng làm tới. À, vợ em có thật xấu gì thêm để bổ sung nữa không em? Bổ sung nhẹ đi. Nói đi, mai không cào nữa đâu. Trời, mắt rơm rớm nước mắt nó rồi thưa quý vị ơi, trời ơi. Có nhiều lắm mà không dám nói sợ em cứ nói đi Hiếu. Thôi bây giờ riêng cặp này á, để vợ tự khai đi. Chồng em hay phàn nàn, mỗi lần ở nhà lại mặc bộ cái có công chuyện ra ngoài cái em lại thay bộ. Cái bộ kia mình so bộ nào không hợp, thể anh giường nè. Cái chồng em nói xã ơi, mỗi ngày về nó xã ơi, cái đống đồ này là sao vậy, sạch hay dơ vậy? Cái em nói không biết nữa, giờ lộn xộn là cái chồng em phải ngửi. Cái nào có mùi mồ hôi là dơ, cái nào mà thơm là để qua bên vậy đó. Rồi tự đi giặt em, chồng em coi như là bừa bộn dạ, đó. Chồng em lặng lẽ gom giặt rồi thôi. Cái chồng em nói tôi là cái máy giặt của xã rồi, từ nay xã cứ mặc dơ sạch gì cứ đưa cho tôi làm hết cho, đừng có để đây rồi tôi đi hửi tội tôi. Mà giặt tay giặt máy? Dạ giặt tay. Trời ơi. Giặt đồ cho con rồi giặt riêng thao rồi không có giặt chung. Là ổng giặt hết luôn. Dạ nấu ăn rồi làm hết luôn. Quét nhà lau nhà giặt đồ xong cái đấm lưng cho em, tự động đấm lưng xích kem cho em rồi tắm cho em nữa. Mà cho em luôn. Từ đó từ khi cưới đến giờ là cũng gần 5 rưỡi cũng có con rồi. Mà chồng em tắm cho em xong cái nói chung là tắm như em bé xong cái ra hỏi em thích mặc đồ gì xong lấy xong cái kêu là vịn đi để mặc quần vô rồi sợ té cái bắt vịn dai vậy nè, giống như người lớn chăm em bé vậy đó. Trời ơi. Còn cái gì nữa trời. Em nhiều khi em nửa đêm ngủ nhìn qua thấy chồng mình ngủ nói trời phải chồng mình không đẹp trai mà thương mình không biết phải là đang nằm mơ không nữa. Hiếu, dạ. Chị hỏi nè, cái nguyên nhân vì đâu mà em yêu vợ em một cách gọi là thành kính như vậy, có nghĩa là thành kính thiệt luôn á, thành thiệt kính đúng. Mà cung kính đúng mà đúng nghĩa luôn á, yêu một bà hoàng hậu vậy đó chứ không phải là yêu một con người bình thường nữa. Thì yêu vợ em mình chỉ biết yêu hết mình không có lý do. Thì em nói tôi thương xã, tôi nguyện làm trâu làm ngựa xã suốt cuộc đời này. Rồi nhiều khi mà lâu lâu cũng hỏi rồi xã ơi, tôi sống với xã như vậy có được chưa? Cách chăm sóc xã như vậy có được chưa? Có cần chỉnh sửa hay nâng cấp gì không? Giờ anh muốn hỏi Hiếu, em có một chút gì đó mong muốn vợ mình thay đổi không? Em mong muốn xã em là đừng có ăn ớt nhiều. Ăn ớt nhiều tại vì ớt nó có chất axit nè, nó bào mòn bao tử mình. Cứ ăn vô rồi than, ơ tôi đau bao tử quá anh ơi, tôi đau bao tử quá. Bớt ăn vậy ớt thôi. Hay có thêm gì nữa không?
Rồi ví dụ lúc nó nóng giận thì đừng có kêu mày, tao, mi, tớ này kia. Ừ, nó không hay. Dạ. Em thay đổi được tất cả những điều mà Hiếu mong muốn không? À, dạ được chứ. Xưng hô mỗi khi giận hờn, mày, tao. Giờ em cũng giảm rồi. Thế còn em, mong muốn Hiếu thay đổi điều gì? Chồng em, biết quá tuyệt vời rồi, em biết sao? Sao lại có một người như thế này nhỉ? Không, cái này mình không có nói về cái yếu tố gọi là tâm linh nha. Nhưng mà nó dường như là tụi em có một cái vướng bận gì từ kiếp trước á. Đó, kiếp này tụi em phải gọi là trang hòa để mà trả lại cho nhau. Nhưng mà nói vậy, cái kiếp này thì chị thấy vậy nè cưng. Em phải có một cái cách nào đó để cho chồng em lớn lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh lên, kiên hùng lên. Đó, chồng em rất là mạnh mẽ rồi, bản lĩnh lắm chị. Ở bên ngoài đúng không? Ở bên ngoài rất là bản lĩnh. Không, nhưng mà với em nữa, chẳng hạn như chị. Chồng em là yếu đuối với em thôi. Ừ, thương là thương, nhưng mà mình phải hết sức bản lĩnh. Cái gì đúng thì là vậy, còn cái gì không đúng là mình phải nói lên cái chính kiến của mình. Đúng không? Dạ đúng. Thay đổi thế chút xíu. Em đó, em, tức là dạ, mọi thứ là do em phải... Em phải làm được cái điều rồi, đó cho chồng. Nha. Đó, nha. Rồi. Và xin chúc cho hai em luôn luôn hạnh phúc và luôn luôn viên mãn với tất cả những gì ở cuộc sống này. Dạ, cảm ơn. Đại gia chân dài. Đại gia chân dài hay là Bạch Tuyết và... Em có giận gì nếu chị nói ra hết cái câu đó không? Không, chị không giận, đã bước lên tới cái sàn này là không giận gì vậy. Đúng không? Nhưng mà dễ thương. Tuyết và một thôi chứ không phải là bảy. Một chú ấy. Chú ấy mà là anh cả. Dễ thương quá hả? Mời mà Tuyết giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Tuyết Tiên. Năm nay em 26 tuổi rồi. Trời, cái tên này mà bắt. Dạ đúng rồi. Tiên. Em, dạ em tên là Thái Đình Khải. Năm nay em 30 tuổi. Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh. Anh nhìn Khải thì anh đang có một cái ấn tượng. Và không biết là Tiên có ấn tượng giống như anh không à. Nhìn Khải không phải là cái dáng người thấp thấp bé bé đâu nghe. Mà nhìn ấn tượng rất là cái nốt rồi. Lúc người duyên. Dạ đúng rồi. Cái khuôn mặt của Khải rất là có duyên. Dạ. Mặt em có duyên lắm. Và quá trẻ so với cái số tuổi của em. Tiên có cái ấn tượng về Khải giống như anh Thuận. Lần đầu tiên em thấy được cái hình ảnh trên webcam á, nhìn rất là phúc hậu, cũng có vẻ đẹp trai nhưng mà chưa thấy rõ nút rồi. Dạ. Vậy là hai bạn quen nhau qua mạng. Dạ đúng rồi, qua Yahoo chat. Dạ. Còn em, dạ, khi mà em thấy khuôn mặt của bạn gái em thì sao? Dạ lúc đó thì em chat thì em chưa có xem được hình ảnh. Tại vì Tiên lúc đó thì không cho em xem hình. Sau đó thì có một dịp đó là vợ em từ Sa Đéc lên Long An để nộp hồ sơ mà xin dạy học ở trường Long An á. Em mới nói là bây giờ thôi thì đón xe từ Sa Đéc lên bến xe miền Tây. Rồi em mới chở từ miền Tây lên Long An. Thì lúc đó thì ấn tượng đầu tiên của em là khác sao với mình nghĩ. Tại lúc đầu thì em nghĩ là ở dưới Sa Đéc này kia thì anh nghĩ là nắng thôi. Thì người chắc cũng không có cao. Mà cũng không có đầy đặn mà lại da ngâm nữa, nghĩ như vậy. Khi mà nhìn thấy thì em lại thấy là da trắng cao hơn em. Nghĩ hết rồi. Còn nữa cũng đầy đặn nữa. Còn Tiên thì mình cứ nghĩ là anh cũng cao to, nhưng mà hả, khi mà thấy anh rồi thì thấy anh nhỏ xíu còn mà lùn nữa. Em thấy ngại, tại vì em là người to con. Rồi thì bao lâu thì em mới bắt đầu có tình cảm với Khải? Lúc đó thì em thấy cũng có tình cảm với anh rồi. Nhưng mà anh chưa tỏ tình, sao mình bày tỏ được. Sau đó cái hai ngày thì cũng dịp đó là em đi thi. Thì anh cũng kêu em lên là chở em đi thi vậy đó. Xong cái đợt về cái ảnh tự nhiên anh chở em ra công viên Tàu Đàn. Mà cầm theo cái bọc gì ni lông màu trắng. Em cũng chẳng biết cái gì trong đó nữa. Xong cái thì ảnh mới nói lời tỏ tình. Xong mở cái bọc ra thì em mới thấy là con gấu. Ảnh mới nói là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Thì em lúc này cũng định nói là dạ em đồng ý. Chưa kịp nói gì hết, ảnh nói mình sốc hết câu. Anh nói nhưng mà anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ lại. Trời ơi. Em tức quá. Em bị quê. Trời ơi, vừa hỏi vừa phủ nhận ra. Lúc đó tôi nghĩ nếu là tôi chắc cái nước là nghe tôi nhổ sạch con gấu bông. Tôi nhổ sạch tâm con gấu bông luôn quá. Ủa sao em hỏi gì vậy Khải? Mà lúc đó em cũng chưa tự tin nữa. Mình là nhỏ con mà mình quen một người lớn. Lớn hơn mình nữa. Rồi lúc đó là như thế nào? Hai ngày sau em mới trả lời ảnh. Em mới nói là thôi bây giờ vậy em sẽ suy nghĩ lại luôn. Rồi sau hai ngày sau em mới chấp nhận. Rồi từ đó là bắt đầu chính thức quen nhau. Dạ. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới quyết định đi đến hôn nhân? Gần một năm rưỡi sau. Hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Rồi sau khi mà lấy nhau rồi đó, có hòa đồng về mọi phương diện không?
nhau. Khắc khẩu lắm nhau. Cái đó là khắc khẩu. Rồi còn cái gì hợp mà cái gì khắc? Hợp nhau là nóng tính giống nhau chị. Đó, hai người giống nhau. Đó khắc khẩu mà lại nóng tính giống nhau. Rồi sao phải chung? Chung được là nhờ hai vợ chồng cũng thương nhau. Cái đó là nhau. Cái thuận đó, hai kia cái khác rồi. Rồi bên gia đình mình á, có ai mà giống như thắc mắc hoặc là có ai mà giống như lấn cấn cái vấn đề mà cái ngoại hình của tụi em á chênh lệch? Cũng có bạn bè nói là sao em nhỏ con mà lại khoái kết hôn với người cao mình. Thì lúc em trả lời sao? Em quen người cao, con em sẽ nở cao. Cái đó là cái lý do thật lòng. Lý do thật lòng á. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Cái đó là cái điểm khôn của Khải đấy. Còn em thì sao? Em thì thường mấy chị bạn làm chung vậy đó. Ủa sao chồng mày nhỏ xíu con vậy? Cái em nói em quen người nhỏ con thì không có gì đâu. Miễn hai vợ chồng thương nhau là được. Đúng rồi. Dạ. Trong cái chương trình này của mình á, rất nhiều những cặp vợ chồng son. Và mỗi người một cảnh, mỗi người một vẻ. Trong cái chương trình này chúng ta gặp được hai cặp vợ chồng. Một người là cái người lớn tuổi hơn, còn một người lại chênh lệch về ngoại hình. Nhưng mà rõ ràng là tình yêu vượt qua tất cả mọi thứ. Và tình yêu là không có cái giới hạn cho tuổi tác, không có cái giới hạn cho ngoại hình. Cái điều cốt yếu trong tình yêu ở đây là họ thực sự yêu nhau. Bây giờ hỏi nè, lấy nhau về rồi em có phát hiện ở Khải có cái gì đó nó bất ngờ? Rất là nhiều tính bất ngờ. Nhiều tính bất ngờ. Ví dụ? Đầu tiên là tính ảnh cọc tính. Mỗi lần anh nóng anh gây lên là anh quát. Giọng nhỏ xíu vậy quát ai nghe? Dạ quát lớn lắm đó chị. Nhưng mà giận là em la lớn đâu em thử giận thôi. Em thử giận nha. Giờ mình giận không được. Chị không hình dung là lúc em giận mà cái giọng em lớn được á. Giận lên em cũng hay la mà la lớn kìa. La nhiều khi mà em tắt tiếng luôn. Vậy á? Dạ. Trời ơi không biết sao mà nóng dữ vậy. Không biết sao mà nóng dữ vậy. Bởi vì nóng tính quá, bởi vậy người thun có chút béo rồi. Sao nữa Cưng? Dạ tính thứ hai là ảnh rề. Ảnh làm cái gì cũng lâu hết. Rề ra. Dạ đúng rồi. Bừa bãi. Có chìa khóa xe mà mỗi lần ảnh đi là ảnh kiếm hết 5 phút rồi. Ảnh quăng lên tủ lạnh, quăng đủ chỗ. Chắc cũng đản trí chút xíu nè. Nhiều khi em để đâu em cũng không nhớ nữa. Anh chỉ em cách này, có thể là em sẽ xỏ một cái công cụ của em đem. Đeo cổ luôn, đi ngủ cũng đeo, đi tắm cũng đeo luôn. Còn gì nữa không? Dạ với lại ảnh còn vô tư với hồn nhiên quá. Ảnh chưa có tâm lý, chưa có tế nhị trong cái cách mà thí dụ như xử sự giữa mẹ với lại vợ rồi. Còn gì nữa không? Dạ có một tính nữa đó là khi cãi á, thì ảnh hay móc họng em. Nói chuyện những câu móc họng em mà sau đó thì gài em. Có nghĩa là em ý em không phải như vậy nhưng mà ảnh cho ý mình là xấu như vậy. Gài hàng đó. Dạ đúng rồi, gài. Nói chuyện móc họng mà gài hàng đó. Dạ. Ủa sao nhìn nhỏ nhỏ sao nhiều tật xấu dữ ta. Rồi trong những cái tật xấu đó, cái điều mà em muốn chồng em bỏ là cái gì? Cho em chọn tính cọc tính. Thế còn em thì sao Khải? Trước đó thì em cũng biết là vợ mình cũng nóng tính. Nhưng mà em cũng không ngờ là mức độ nóng tính cũng nhỏ nhỏ của mình chút xíu à. Nên nhiều khi mà gây nhau cái từ một chuyện nhỏ thành chuyện tùm lum luôn. Mà với lại mỗi lần mà gây nhau thì vợ em lại hay nói nhiều. Em khi nóng tính thì em muốn là im lặng lại. Để từ cái cơn giận mình hay là cơn nóng mình nó xuống. Mà vợ em cứ nói vô, khơi khơi, từ nó bùng lên luôn. Khi mà bùng phát lên em không biết làm gì, em thích đập đồ. Phải đập đồ nó mới bớt đồ mới bớt nóng. Rồi giờ em còn cái tính xấu nào nữa? Bi quan quá. Khi làm cái gì thì vợ em sẽ nghĩ là cái tình huống xấu nhất. Lường trước cái gì phải không? Mình lường trước cái tình huống xấu nhất. Nhưng mà tình huống xấu đó nhiều khi em không biết mình giải quyết làm sao luôn. Ví dụ như em đi xin việc thì vợ em nói là anh bằng trung cấp như vậy đi xin việc chỗ đó nó có nhận không? Nhận vô rồi anh có chắc anh làm được không? Anh làm được không thì lương anh có cao không? Rồi lương anh vậy đủ chi phí xăng cộ xe này kia đi làm không? Rồi đi làm vậy thì có nhậu nhẹt kia không? Trời ơi. Mấy cái đó em không muốn nghe lấy một câu. Dạ đúng rồi. Dạ cái đó em nản luôn. Trời ơi, đúng rồi, không nản sao được. Trời ơi. Lo xa rồi, xa thâm thẩm luôn á. Rồi ví dụ giờ trong những cái đó mà để mà em mong muốn sửa thì em muốn vợ em sửa cái tật gì? Dạ cái đó thì còn chưa bằng cái này. Có cái tật là lúc nào cũng bắt em làm liền hết. Nhiều khi mà có 3-4 việc cần làm mà em thì làm theo thứ tự thì không theo ý của vợ em. Đó thì hai người lại bắt đầu gây nhau. Thì cái đó em muốn vợ em sửa lại là tính là cái gì cũng phải sắp xếp theo một cái trình tự nhất định để mình làm. Không cần bỏ cái tật nóng đúng không? Dạ, tật nóng em trị được. Vì em nóng hơn đúng không? Thực ra bây giờ hai bạn chỉ cần bổ sung cái điều này cho nhau là tự nhiên sửa được hết. Em làm việc có trình tự, có cái kế hoạch trước đi thì chồng em sẽ bớt nóng. Tại vì nãy giờ nguyên nhân là do là làm việc không có trình tự mà bắt làm liền rồi anh rối. Anh rối rồi anh lên cơn anh nóng. Anh nóng lên thì em lại lèm bèm. Đúng không? Lèm bèm rồi đổ thêm dầu vô lửa, ông nóng nữa ông la.
ông la chưa đã ông đập đồ. Mà cứ để hoài gì đã mà nó nóng đập đồ hoài, ông đập chưa đã là ông đập em. Dạ không em, em mình đập đập em không rồi, chứ em không tự đập. Tự đập em, tự hành hạ. Tại vợ cấm không cho đập đồ nên em không biết sao nữa, em tự đập mình. Em phải biết thương bản thân em. Có như vậy thôi mà còn đập mãi làm sao mà lên được. Đập nữa là không như vậy, không biết còn bao nhiêu nữa. Thôi thực ra như vậy nè, cái điều cơ bản nhất tụi em đã có với nhau đó là tình yêu. Chính vì vậy mà các bạn không có quan tâm đến cái chuyện mà thiên hạ nói mình như thế nào, hoặc là có so sánh hay thế này thế nọ thế kia. Chúc hai em sẽ có một em bé mà sau này khi nó lên 18 tuổi là nó sẽ đi thi hoa hậu. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi. Anh chị đi cũng được mà cô đi. Chú cũng được nha. Dạ. Anh chị nó, dạ, nó em, dễ thương. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, em tên là Võ Thị Minh Huệ, em 32 tuổi, nghề nghiệp của em là giáo viên và em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, giáo viên nhưng mà là giáo viên dạy cấp mấy? Dạ, dạy toán học ạ. Toán học, dạ. Cấp mấy em? Dạ, cấp 1 với cấp 2 với lớp 10 ạ. Dạ. Vậy là từ lớp 1 là đã dạy rồi đúng không? Dạ, dạy từ lớp 1 đến lớp 10. Để anh biết, anh gửi con anh cho cô Huệ. Đúng rồi, đó. Rồi. Dạ. Cô Huệ là thấy nguyên bác rồi đó. Dạ. Rồi mời thầy. Dạ. Vâng, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Hữu Dương. Năm nay em 32 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm trong lĩnh vực bất động sản. Wow, chắc Dương Huệ. Dương Huệ, Huệ Dương. Chắc là nhà nhiều dữ lắm nè. Bất động sản mà đúng không? Rồi bây giờ nè, kể cho anh nghe đoán câu chuyện đi, của đi, cô Huệ. Đoán đi cho anh vui coi. Đoán đi, ừ. Anh bất động sản đi mời cô giáo mua nhà. Anh bất động sản này nói chung là trong một cái dịp tình cờ nó có một cái miếng đất nó thơm quá. Rồi anh đi coi như là anh chào bán thì vô tình gặp cái cô giáo. Vậy ở trong trường bước ra thấy trời sao xinh quá. Thế là tới coi như là coi như chào gọi đầu tư bất động sản. Nhưng mà cô này cũng ghét quá. Đó, cũng ghét cô ông Mưa. Thế là ảnh chính vì cũng ghét cho nên là ảnh càng muốn chinh phục. Tìm mọi cách để mà chinh phục chỗ cho bằng được. Và cuối cùng cua được cổ và lấy cổ luôn. Đúng không? Đúng không? Dạ không đúng. Trất quốc đúng không? Dạ. Cái kịch bản này là không có đúng lắm. Chị nhìn chị cảm nhận hai khuôn mặt này là chị biết là trất quốc rồi. Dạ. Không đúng rồi. Chị dạ. Không lẽ giờ ông dẫn cháu ông đi học. Thì đó bây giờ đó, bây giờ em nói đi. Cái cơ duyên nào mà em gặp cô giáo Huệ? Thực sự là vào một cái buổi tối nó rất là tâm trạng. Thế thì em mới nghĩ rằng là mình cũng khá là lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có bạn gái chính thức. Lúc đấy là có một số người, tức là chỉ có nhắn tin bình thường thôi chứ cũng không phải là chính thức. Vậy thì em mong muốn có một người chính thức. Thế là em lên cái group bạn muốn hẹn hò đấy chứ chị. Thế thì lúc đấy là 11 giờ đêm. Thế thì em mới thấy là cái cô này mới đưa cái tin này lên trong vòng chắc 1-2 tiếng thôi. Em nghĩ chắc là ít đối thủ, tức là ít người inbox nói chuyện này kia. Thì lúc đấy em mới inbox nói chuyện. Thế thì em khi em inbox vào, nhưng mà thấy bạn ấy không thấy trả lời gì hết á. Em nghĩ chắc là chắc kiêu kỳ lắm đây, tại vì ở trên cái Facebook đó là chụp ảnh với người nổi tiếng nhiều lắm. Với ca sĩ này kia em nghĩ chắc là mình... chắc là không có đạt hồ sơ, chắc không có đạt. Có rất là nhiều người nổi tiếng đúng không? Dạ, tại vì cô ấy cũng từng đi thi Thách Thức Tình Hài, rồi một số chương trình như thế là giọng hát Việt đúng không nhỉ? Việt Nam Idol. Việt Nam Idol. Rồi một số ca sĩ này kia, tóm lại là những người nổi tiếng là vợ em thực sự là rất là thích chụp ảnh. Và đợi nghĩ là chắc là mình chắc là không ấy gu của cô ấy rồi. Mình không nổi tiếng. Không nổi tiếng. Đó. Tức là em chờ đến ngày mai. Ngày mai thì cũng tầm buổi trưa, cũng là 11 giờ trưa. Thế thì bạn ấy mới nhắn tin trả lời lại. Thì lúc đấy mới, tức là nói chuyện qua lại dần mới quen dần thôi. Đấy là tình cờ là qua cái đó là cái offline bạn muốn hẹn hò đó đúng không? Chính xác ạ. Đúng rồi, đó cái chương trình đó đó. Rồi còn Huệ thì sao nè? Dạ. Lý do gì mà khi em nhận rồi đến hôm sau, trưa hôm sau em mới trả lời? Dạ thì lúc đầu á, là em kể cái đoạn trước xíu. Là lúc đầu là em gái em là chuẩn bị lấy chồng. Xong ở nhà thì ba má thì bảo là em gái con thì chuẩn bị lấy chồng rồi đó. Bây giờ thì ba má con là chị hai. Nên là cũng mong con lập gia đình. Thế là lúc mà em lên xe á, về ra lại Sài Gòn á, thì em cảm thấy em như vậy là chưa có hài lòng ba mẹ. Xong rồi để cho ba mẹ lo như vậy là mình không có tốt lắm. Cái xong cái em quyết tâm là
Tết, ăn Tết xong là em sẽ lập gia đình là năm 2020, là năm vừa rồi. Bắt buộc phải có, dạ, phải có chồng. Ừ. Xong rồi em ra Sài Gòn, xong rồi em có viết một bài để đăng lên bạn muốn hẹn hò group á. Xong cái em có viết đầy đủ hết, nhưng mà em không có dám bấm cái nút đăng, nhưng mà em vẫn để đó, bởi vì em có hai cái máy, một máy là em không có đụng gì hết. Cái xong cái em nhìn em gái em có chồng rồi á. Em bé em kế em gái em cũng có bồ rồi. Thế là em có động lực để em nhắn cái nút đó. Em viết mà nửa ngày sau em mới nhắn. em nhắn xong cái thì có 150 bạn nam kết bạn Zalo với em. Thì em mới nghĩ trong đầu là em sẽ kết bạn và nói chuyện hết với 150 anh. Xong rồi trong vòng một tháng nếu mà em thấy bạn nào mà hợp nhất thì em mới gặp. Nhưng mà em nhắn tin tới bạn số 5 là anh Dương thì em rất là thích ảnh, cái kiểu như ảnh nhắn tin nó khác biệt với những anh đằng trước. Dạ. Xong rồi em chỉ có hai câu hỏi để test thôi. Đó là câu thứ nhất là anh có thích tập thể dục hay không, để em muốn chồng em là người khỏe mạnh. Thứ hai là em muốn hỏi anh là có thích đọc sách hay không. Sau đó ảnh có trả lời, xong rồi em hỏi thêm một câu, đó là những loại sách mà anh thường đọc đó là gì. Xong rồi em thấy cái người mà mình mong muốn tới giờ nó xuất hiện. Xuất hiện rồi. Dạ. Đây rồi, ảnh đây rồi. Đó. Dạ. Rồi. Thế là quyết định gặp gỡ. Dạ. Quyết định gặp. Dạ, quyết định gặp là là lúc đầu là em định nhắn nữa nha, để test hết đã rồi. Ok anh nào thì em mới gặp, nhưng mà anh này á, tới số 5 thôi là gặp đúng anh Dương luôn rồi. Dạ. Nghĩa là nhắn coi nhiêu thôi là thấy rồi, đúng rồi. Dạ. Sau lần đầu là em định là một tháng sau hãy gặp. Xong anh nhắn tin sau mà hai tuần sau, rút ngắn lại còn hai tuần. Xong nhắn tin sau mà thôi ngày mai gặp luôn đi anh. Nhưng mà ngày mai gặp luôn không? Dạ ngày mai gặp luôn. Gặp luôn. Có nghĩa là từ lúc mà trả lời tin nhắn cho đến lúc gặp là mấy ngày? Dạ tầm khoảng mấy ngày anh nha. Cho đến lúc gặp luôn á là mấy ngày? Hai ngày. Dạ. Anh Dương kinh quá, anh Dương cao thủ quá. Nhưng mà anh hỏi này, trên cái app đó thì có thấy hình của nhau không? Dạ Zalo mà anh. Zalo là thấy hình hết. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó nè, bây giờ anh rất nôn nao muốn biết là cái lần đầu tiên gặp nè. Đó. Gặp ở ngoài đời, cái người ngoài đời với cái người trên avatar đó. Đó, dạ. Như thế nào? Dương mời. Cái hôm đầu tiên á là bạn gái thì hẹn hò em trước. Tại vì em nghĩ rằng là cô ấy chắc là nóng lòng quá, từ một tuần mà rút đến hai ngày. Thế thì hai đứa quyết định gặp nhau lần đầu tiên ở công viên nhà gỗ, như cảnh viên ở như Phú Mỹ Hưng này. Thế thì khi đi là vợ thì lúc đấy yêu cầu là không có mặc quần áo dài, chỉ có mặc quần áo số thôi, tức là giống như thế là đi thể thao bình thường, đi giày thể thao bình thường, đi chạy bộ mà. Tức là muốn test thể lực của mình đây, tức là đi bộ với chạy bộ này gì kia thôi, chứ cũng không có ăn mặc trịnh trọng giống như ấy. Tại vì em nghĩ rằng là những cái buổi gặp đầu tiên á, với cái cặp đôi khác, em nghĩ rằng chắc là một cái nơi lãng mạn hay là một cái gì đấy nó tức là nó rất là, nó phải là nên thơ và lãng mạn, nên thơ lắm. Và nhưng mà đây lại cái lỗi là mình đi chạy bộ với kia, coi như là hẹn nhau đi chạy bộ. Thế là lạ đó. Thế là lạ. Thế thì cái đấy là cái mà em thấy bất ngờ. Thế thì khi mà gặp mà gỡ lần đầu tiên thì thực sự là em không có nói nhiều đâu, để cho bạn gái bạn nói từ đầu đến cuối hết. Dạ, nội dung như thế nào ra sao đấy thì vợ có thể nói. Sao cô Huệ? Vậy đó là cô chiếm diễn đàn hết đúng không? Dạ. Thì ý của con là muốn xem thứ ảnh có khỏe mạnh là em test luôn á. Là con em rủ bạn đi chạy bộ. Là chạy hai vòng, khoảng hai vòng công viên nhà gỗ quận 7 á. Xong rồi con thấy ok, được. Cái xong cái rồi con mới hỏi là chia sẻ về sách đọc như thế nào, rồi gia đình như thế nào đó, con hỏi thêm. Em hỏi thêm chưa? Sao bữa đó là okay. Như là chắc chắn là thấy là ấn tượng về ảnh quá nhiều đúng không? Dạ. Ấn tượng đẹp về chàng trai, dạ, đúng không? Ấn tượng Huệ là ok, nhưng mà còn bạn thì sao? Em á, em có thích mà bạn Huệ cái ngày hôm đó không? Thực sự là thích ngay đấy. Thích ngay, gặp ngay, thích ngay luôn. Giống như lúc đấy là em không có thể hiện ra bên ngoài đâu. Nhưng mà giống như cái câu của chuyện Kiều là tình trong như đã, mặt ngoài còn e đấy. Tức là mình không có thể hiện ngày ra thôi đấy. Nhưng mà mình ngẫm ngẫm, tức là mình nghĩ rằng cái cô này chắc là vợ của mình. Tự nhiên có một cái linh cảm á, đúng linh không cảm. Là cô này sẽ là vợ của mình. Còn bạn Huệ có linh cảm anh này sẽ là chồng của mình không? Lúc mà con đọc tin nhắn đầu tiên á,
là con tát hai câu hỏi là con thấy đã anh linh cảm rồi. Dạ, thì thật là... cô này còn đi trước cô bạn này nữa. Có nghĩa là chỉ có vỏn vẹn chỉ có 2 ngày thôi đó. Dạ. Mà đã có một cái gì đó rất đặc biệt về cái người kia rồi. Dạ. Như vậy bây giờ hỏi tới luôn nè. Dạ. Như sau đó thì bao lâu chính thức mới là nụ hôn đầu tiên? Có nụ hôn đầu tiên. Tức là 2 ngày là gặp mặt. 2 ngày là hẹn hò. Dạ. Đó. Bao nhiêu ngày là có nụ hôn đầu tiên? Dạ để nhường cho anh Dương trả lời. Dương. Anh Dương. Thực sự là cái buổi hẹn hò ngày thứ hai đấy là hôn má thôi. Là tức có là khi mà đi mà chơi về á, á, hôm thể thao thể dục á, là đấy hôm là hôm đầu tiên. Còn cái hôm kế tiếp hôm đấy là hẹn gặp lần thứ hai á, là khi chở bạn ấy về. Nhưng mà thường là giống như mới đầu gặp ấy, mà đi về nó sớm quá này cũng không hay. Để hỏi là em thích đi chơi cái này đi kia nữa. Thế thì em lượn một vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Xong về, trước khi về thì tạm biệt thì bạn gái có hôn lên má. Em là chủ động em hôn lên má anh Dương luôn hả? Dạ. Anh có kêu không? Anh có gợi ý không? Dạ không. Cái này là do con kiểu như em xem phim Hàn Quốc á, xong em hình như em bị nhiễm hay sao. Thì về cái là nhót chân lên á, hung má anh ấy một cái đúng không? Dạ. Ở đó Dương sao? Dương tối đó làm sao Dương? Tối hôm đó. Dương bất ngờ. Thực sự em bất ngờ đến mức mà buổi tối đấy không ngủ được. Tại vì trong thâm tâm chính em đây này là nghĩ rằng là cô này là sẽ là vợ của mình, và nếu như dành ra cái thời gian nhiều nhất á, thì có nghĩa là dành thời gian cho cô gái này để mình mong muốn là cưới trong năm 2020 á. Và cuối năm thực sự là diễn ra đám cưới. Và cái lúc đấy đến lúc quen nhau đến khi cưới diễn ra có 8 tháng rồi. Tức là hai bạn này đều có một tư tưởng rất giống nhau, là đều nghĩ là phải lấy chồng hoặc lấy vợ trong năm 2020. Chính xác. Dạ. Cho nên là chính vì vậy mà cái chuyện các bạn mà kết hôn coi như là liền đó là cái chuyện mà đương nhiên đó. Dạ. Đúng không? Như vậy lần thứ hai là hôn má. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư có cái gì đặc biệt hơn nữa không? Sinh nhật em. Thì vợ kể đi. Anh Dương kể hay hơn, tại vì anh đọc nhiều sách á, anh nói chuyện lưu lót hơn con. Cái hôm sinh nhật á thì là tổ chức sinh nhật trước cho vợ trước là 4 ngày. Nhưng mà cái hôm đấy thực sự bất ngờ, tại vì bản thân em này tổ chức sinh nhật nhưng mà lại gọi anh em, tức là anh em nhà vợ ấy, có vài đứa em á dẫn theo một hai người bồ thì tới đó. Thực sự em rất ngại tại vì chưa chuẩn bị này kia cái thứ mà gặp nhiều quá. Lại lúc đấy là thường là đi chơi bình thường thôi, nhưng mà lại vợ lại bảo là tới lại gặp bữa giống như ra mắt này kia. Nhưng mà lúc đấy thì là hơi bất ngờ, nhưng mà đã vào cái thế rồi bắt buộc phải làm. Và chỉ có vậy thôi, nhưng mà cái hôm đấy là cũng diễn ra nụ hôn thứ hai. Phải có cái gì nữa không? Có cái gì mà làm cho Huệ bất ngờ hơn ở Dương nữa không? Anh tỏ tình với em như thế nào? Anh dạ, lúc cầu hôn á, lúc cầu hôn là con thấy sao đâu cụ thể? Sao anh kể luôn? Trời ơi, cái gì anh Dương kể chứ vậy? Dạ thì lúc cầu hôn em là sinh nhật em là ngày 18 tháng 3. Nhưng mà quyết định ngày cầu hôn là ngày 14 tháng 3. Dạ là ngày lễ Valentine trắng á. Xong cái ảnh hẹn con ra ngay chỗ cầu ánh sao á. Xong rồi con đi ra đó, xong rồi ảnh quỳ xuống cầu hôn. Nhưng mà do đông người quá con ngại á. Xong rồi con ho kia thôi thôi đừng có quỳ ngay chỗ cái cầu. Đông người quá em ngại lắm. Xong rồi rủ ra ngay chỗ cái cây á. Xong rồi vẫn cầu hôn mà em vẫn kịp quay lại một video để làm kỷ niệm. Cầu hôn rồi có đưa nhẫn đưa ơ hay là đưa thư đưa từ gì không? Dạ đây á. Đó. Anh kể đi. Lấp lánh. Anh kể cái nhẫn này. Thì trao nhẫn cầu hôn vậy thôi chứ. Ý là anh đã thiết kế cái này ra giấy ạ. Dạ. Là sao? Anh kể là đi. Anh tự anh vẽ. Anh Dương kể đi Dương. Cái nhẫn này là thiết kế thủ công chứ không phải là hàng sản xuất hàng loạt. Em thích cái ý tưởng như thế nào thế thì em ra quận 1 em đặt theo cái ý thế là nghệ nhân họ làm theo đấy. Hay quá, sâu sắc quá. Nhưng mà nè. Lá thư tình... nữa. Có lá thư 12 thư trang sao? Nữa. Thư 12 trang. Dạ. 12 tình... trang A mấy? A mấy anh? A4. 12 trang A4. Dạ. Em biết cái gì mà nhiều dữ vậy? Trời đất ơi. Thực sự là chưa cái hôm chưa đến cái hôm tỏ tình đâu thì bạn gái hỏi là em muốn cái câu chuyện em hơi giống bố mẹ, tức là bố mẹ vợ ngày xưa là hay viết thư tình cho nhau. Thế thì muốn em là muốn cũng viết thư. Thế thì em mới hỏi là thế thì ba em viết cho má là bao nhiêu trang? Thế thì Huệ mới trả lời là 4 trang. Mà em thường là mong muốn là làm vượt quá cái sự mong đợi cơ.
Thì em viết lên lúc đấy là 12 trang. Chà, có gấp 3 lần bao nhiêu? Mà viết gì 12 đó? Trang giống như thế là một tháng là một trang ấy, kiểu vậy đó. Là con số 12, em ấn định là 12. Em viết từ buổi tối hôm nay đến sáng hôm sau mới xong. Mà em viết cái gì ở trong đó? Ví dụ như là một cái kế hoạch hay là một cái câu chuyện về em, cuộc đời về em để em bày tỏ với cô. Trong nội dung đấy thì em kể về cái quá trình là mình quen biết, cũng như thế là luật hấp dẫn đấy. Hấp dẫn hai người là có ý muốn có một số tính cách của người đối phương này. Thứ hai nữa là có một số cái mà nét tương đồng giữa hai người. Và em cảm nhận được là mối quan hệ này có thể duy trì để đi xa được. Và nói chung là em viết bay bổng trong đấy cũng nhiều lắm. Nếu 12 trang thì thực sự nội dung không biết kể đâu. Đúng rồi. Và bây giờ cái lá thư đó là vẫn giữ thật là kỹ đúng không? Dạ. Em có giữ. Vợ vẫn giữ làm kỷ niệm. Dạ. Rồi rồi tình yêu trong sáng mà nên thơ quá chị. Nên thơ lãng mạn quá luôn á. Hai đứa yêu nhau là bao lâu thì mới cưới ta? Mấy tháng ta? Dạ 8 tháng ạ. 8 tháng là bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi có giữ cho nhau tới ngày cưới không, hay là có thử trước hay như thế nào không? Thì kiểu như là ra mắt ba mẹ em với lại ra mắt bên phía chồng á. Rồi xong rồi em với ảnh với làm được việc đó. Nhưng mà trước đó có lãng mạn không? Ngày trước khi làm chuyện đó thì là hai đứa có lãng mạn không? Có nghĩa là anh Thuận anh hỏi mà nó bị không có rõ ràng á. Có nghĩa là cái lần đầu làm chuyện đó là ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Vũng Tàu hay Nha Trang hay Đà Lạt hay ở quận mấy? Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì quận mấy? Đó, ví dụ vậy đó, anh hỏi vậy đó. Để anh Dương kể ạ. Cái gì cũng để anh Dương kể chứ. Sẵn em cùng câu quá vậy. Cái gì cũng để anh Dương vậy. Tại vì Dương là luôn luôn mang đến cho em một cái sự lãng mạn. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì anh muốn hỏi là trước khi làm cái chuyện đó thì ảnh có tổ chức một cái tiệc hay là có làm một hành động gì đó rất là lãng mạn để đi đến cái phần chuyện ấy? Dạ, có lãng mạn nhưng mà... ý là còn em muốn anh Dương kể tại vì nó sẽ hay hơn. Thôi vậy em vô trong ngồi đi để Dương kể đi. Sao Dương? Dương kể. Thôi Dương kể đi. Tại cái khúc đó anh Dương kể có hợp lý hơn. Tại vì hai đứa là khi thoảng thì cũng liên hệ với nhau, nhưng mà liên hệ với nhau thì thường là cứ ấn định là cuối tuần là gặp nhau. Thế vào một hôm cuối tuần thế thì em cũng hẹn ra cầu Ánh Sao, là ngồi trên cái đồi bãi cỏ rất là lãng mạn mà trời cũng thực sự là nhiều sao đấy. Thế thì em mới ngồi thế thì cô ấy ngồi bên cạnh nhưng mà cảm giác như hơi lạnh, nên là cô ấy lại ngồi đằng trước, tức là dựa vào người em. Thế em mới hỏi là anh là cũng biết kỹ năng massage đấy. Đó là em massage cho cô ấy, và thế là cô ấy lại hỏi là chỗ đây đông người quá là ngại. Thế thì bạn ấy lại mới nói là tìm cái chỗ khác, không phải chỗ này. Thế em mới đưa ra cỡ Kim Sơn quận 7 á. Đấy thì đấy là cái buổi gần tiếp theo đấy. Mà ba mẹ em á, ở nhà là dặn bốn chị em, ba chị em gái á, có một em cô Út nữa, là phải tổ chức đám cưới xong rồi mới ấy việc đó, tại sợ là ăn cơm trước cản á, ba em lề nếp đó. Nhưng mà sợ người gái mình đi dạ, sau với nhưng mà như riêng vậy. Bản thân em lại suy nghĩ nó khác, là cái đó nó cũng thật sự là quan trọng trong hôn nhân. Nếu mà không hợp nhau nó cũng khó là lâu dài được. Nên là khi mà ra mắt ba với lại ra mắt bên chồng xong thì bọn em mới quyết định việc đó. Dạ. Như là một phần do cái bàn tay ông massage điêu luyện quá. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi sau đó là quyết định là cưới luôn. Dạ. Đúng không? Em rất là ấn tượng ở một chỗ nữa là lúc mà anh Dương về nhà ra mắt ba em vào 30 tháng 4 á, năm 2020, là anh Dương vô nhà em, xong rồi mẹ em thì đang ăn khi trường đang tụng kinh Phật, còn lúc đó sáng rồi, xong rồi ba em ở nhà dưới xong kêu ba con dẫn người yêu về ra mắt ba này, ba vui không? Cái xong ba nói là ủa thiệt hả con? Sao nhanh vậy? Cái xong cái xuống anh Dương chào ba, không biết chào kiểu sao mà ông ba chạy lên nhà trên, xong ba giơ hát hai bàn tay lên là ba bảo là cho con rễ 10 điểm. Mà con em nói cái gì Dương, em thể hiện cái gì mà ba giơ 10 ngón tay vậy Dương?
thực sự là em có nói gì đâu, em thực sự em không nói gì cả. Em thấy là mẹ đang tụng cái trong nhà, ba thì bên ngoài, mà trong đấy không có ai mời em vào, vậy thì đi vào trong rồi. Thực sự là em không biết đứng gì cả, đứng ngoài thôi, đứng ngoài thôi. Thế thì ra ba nhìn thấy mình thì mời vào này kia thôi. Xong rồi Huệ mới hỏi là cho mấy điểm, tức là lén lút, tức là em không biết đâu, là nói nhỏ đấy, là ba cho anh ấy mấy điểm. Thế thì ba mới trả lời như thế. Chứ thực sự là em cũng không có nói gì trước cái hôm đấy. Họ nói chung là tại vì thứ nhất là nhìn thấy kết đó chị. Đúng rồi. Thấy cái hình thức, nhìn ban đầu không hiểu sao nha. Có những người mình vừa gặp cái là có cảm tình liền. Xong rồi em có hỏi với anh Dương là lúc mà anh gặp ba em thì anh thể hiện động tác gì không mà ba em lại cho 10 điểm. Có không, anh Dương ảnh mới kể cho em là ảnh có theo người Nhật Bản là cúi đầu kiểu sâu xuống một xíu. Với lại rất là sâu, với lại mình kính trọng kiểu kiểu vậy đó. Đang là... Rồi thế là một mối tình đã gọi là nên vợ nên chồng, lãng mạn rồi, rất đẹp. Rồi bây giờ sống với nhau đã được mấy năm rồi nhỉ? Vợ được mấy thời gian rồi? Quen nhau thì từ coi như là 2021, nay 2021 thì ủa gì mới đây à? Mới cưới à? Mới cưới đúng không? Cuối năm 2020 đây là vài tháng chứ mấy. Đúng rồi. Dạ. Đúng không nào? Dạ. Trong vỏn vẹn vài tháng. Trong vỏn vẹn vài tháng đó thì anh và chị có những tật xấu gì mà mình phát hiện ở nhau? Và đây là cơ hội để cho các bạn khui. Dạ. Khui các đó. Bạn khui ra và để các bạn mong muốn đối phương thay đổi để mà gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn. Rồi đến cái phần này thì không biết là cô Huệ có để cho anh Dương kể trước không ạ? Em kể trước. Đó, nãy hồi nãy mà. Cái gì cũng vậy. Thôi để anh Dương kể, anh Dương kể hay lắm. Để anh Dương kể đi, để anh Dương kể đi. Đến phần khui tật xấu, dạ thôi để em kể. Đó rồi, mà... nói đi nào. Dạ, anh Dương thì ảnh hay thức khuya. Em không thích điều đó. Thứ hai là tắm khuya nữa. Trời, tắm khuya là không được nghe. Dạ, không được. Với lại mà tắm nhiều lần trong vòng một ngày. Mà tắm mỗi lần như vậy là tắm nửa tiếng. Con thấy hơi lâu. Em thấy như vậy cũng hơi tắm lâu. Tắm khuya mà tắm lâu là vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mà vô toilet không biết có tắm không. Một ngày tắm nhiều lần thì tốn tiền nước vậy. Dạ. Rồi gì nữa? Mỗi lần mà ảnh nghiên cứu một vấn đề gì đó thì ảnh rất là tập trung. Mình cần phải gì kiểu như không được quấy rầy như vậy thì con cảm thấy con bị tụt, cái nghĩa là không có được như cảm xúc của mình á, bị sụt hạng á, hiểu không? Sắc của ảnh là hơn mình á, ví dụ vậy. Cái vấn đề đó của ảnh là hơn mình đúng không? Dạ, kiểu như là con đang muốn kể chuyện như thế này, chuyện vui à. Nhưng mà ảnh lại đang tập trung vào vấn đề ảnh cần nghiên cứu. Sau rồi ảnh nhiều lúc ảnh hăng say muốn diễn thuyết hay là muốn thuyết trình một vấn đề nào đó cho con nghe thì lúc đó con lại không có muốn nghe nữa, mà ảnh cứ nói hoài, nói không ngừng nghỉ luôn. Nghĩa là có khi nào mà bắt em phải ngồi ở đó để mà ảnh nói không? Có luôn. Anh là một khách hàng vậy đúng không? Ngồi nghe diễn thuyết đó đúng không? Tại vì con có một cái bảng học á, ảnh cứ đứng lên rồi giảng cho con nghe. Nhiều lúc mà con mệt mà con buồn ngủ luôn mà con không dám nói nhiều. Mà nói về cái vấn đề bất động sản đồ, đất đai, nhà cửa đồ hay sao? Dạ, nói về đa mọi chủ đề luôn ạ. Cứ chủ đề nào mà ảnh thích là ảnh nói. Rồi còn gì nữa không nè? Dạ, lúc mà nấu cơm hoặc là rửa chén á thì con cũng muốn chồng con làm cùng á, phụ con. Dạ, cho vui. Tại vì con thích vậy. Thích mình vậy đó đúng không? Dạ. Mình là Huệ làm hết. Dạ không, chồng con nấu ăn ngon lắm. Nhưng mà con thích. Mới lấy nhau mà, vợ chồng son mà. Cái gì cũng thích làm chung hết á. Dạ. Rửa chén chung, giặt đồ chung, tắm chung, rồi ABCD cái gì cũng muốn chung cả. Đó, vấn đề là như thế. Dạ. Rồi bây giờ chồng mình có khó tính không? Dạ, ảnh thì rất là chỉnh chu. Rất là đi ra ngoài hay là đi đâu đó là rất là con thấy là một người cầu toàn á. Cầu toàn. Dạ. Và tức là có khó tính với Huệ không? Dạ. Nghe cái chuyện mà thấy ngồi mà ngồi im vậy nghe anh diễn thuyết á là thấy có vẻ hơi khó tính rồi đó đúng không? Khó tính của gia trưởng hay không? Kiểu như là rất là nghiêm túc. Con thấy rất là nghiêm túc chứ ảnh thì rất là chiều con. Rồi. Vậy thì bây giờ cái điều mà Huệ muốn anh Dương thay đổi là cái điều gì? Dạ, thứ nhất đó là tắm một ngày ít lần thôi. Và mỗi lần tắm thì nhanh lên một xíu. Rồi thứ hai là không được tắm khuya nữa. Nhưng mà tắm thì trước 7 giờ tối là được rồi. Dạ. Rồi không được thức khuya quá. Dạ, 11 giờ đêm là phải lo ngủ rồi.
là con thích điều đó. Rồi lúc mà nấu nấu ăn á, hoặc là rửa chén, hoặc là làm bất cứ việc gì á, thì con em rất là muốn chồng em làm chung. Dạ. Rồi. Em rất là thích điều đó luôn. Vậy bây giờ anh muốn hỏi là hồi trước đó là lúc mới gặp á là đi chạy bộ chung với nhau. Đó, rồi sau đó là cũng có tập thể dục chung với nhau. Vậy thì bây giờ là vợ chồng với nhau rồi thì có còn tập thể dục chung với nhau? Dạ, anh hay rủ, ngược lại anh hay rủ rủ em. Em tập thể dục. Nghĩa là dạo này em lười đúng không? Thôi nói tóm lại á, là cái điều mà Huệ muốn á, là theo chị là chính xác. Tắm bây giờ mình quy định đi buổi sáng trước khi đi làm, rồi đi làm về là tắm. Tắm xong rồi ăn rồi mình nghỉ ngơi, rồi đó mình ngủ sớm một xíu, đúng không? Hồi đó tắm nửa tiếng, giờ xuống đi 20 phút đi, hoặc 15 phút thôi. Đó, cái đấy mà làm được. Được đúng không? Rồi, rồi trong nhưng thời mà có gian... cái thói quen là tắm, như vợ bảo là tầm 7 giờ, em hay tắm không? Tầm 10 giờ hay là 12 giờ? Không, trời ơi trời, nguy hiểm lắm. Em đừng bao giờ nên tắm khuya. Tắm khuya. Đúng không? Em đừng bao giờ nên tắm khuya, nguy hiểm lắm cưng. Đừng. Em biết không, có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến đột quỵ là do tắm khuya đó. Dạ. Nghe. Đó. Rồi bây giờ tới em, Dương. Tên Dương đó. Sao nè, tật xấu của cô ấy là gồm có những gì nè? Tật xấu là em muốn vợ thay đổi đây là đọc sách á, là phải đọc cho nó hết. Và ít ra đọc hết rồi thì phải nói cho em biết được cái nội dung. Tại vì nhiều khi em cũng kiểm tra. Và thấy chỉ biết cái tên của sách thôi chứ nội dung cái là không có nói cho em nghe được. Là em test lại là không có được. Tại vì là em dối lại là em biết rồi, em biết rồi. Tại vì là em thích đọc mấy cái gì em thích thôi, chứ đọc trọn vẹn một cuốn sách thì ít lắm. Tức là một trường á, là thích cái gì á, là đọc cái đấy thích thôi, cái chứ gì không là bao giờ chọn cái từ đầu. Dạ, chứ em thích đọc hết. Mà sách vở khi em mua về là em hay đọc từ đầu đến cuối. Và thực sự là... Rồi, rất là nhiều cuốn sách nó dày như thế này. Nó 3-4 cm nhưng mà phải cố đọc hết. Đó là cái mong muốn của em là muốn Huệ phải đọc hết cuốn sách. Những cái gì mà mình đọc, không đọc thì thôi, đọc thì đọc cho hết, đúng không? Rồi. Mình thì lại cái như thế này nè, mình dạo này em vậy nghe, em đọc sách á, em hay đọc mà mục lục á. Coi những cái phần nào anh thích anh đọc. Anh lại giống như Huệ. Và anh nghĩ thời buổi giờ nhiều, quá nhiều việc, cho nên cái chuyện đó cũng là một cái lựa chọn của mọi người. Chính xác, đây là sở thích thôi, chứ không thể nào bắt người ta giống mình. Dạ. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp đi cưng. Tiếp theo nữa là mong muốn là vợ em nấu ăn chín chu hơn. Tại vì nhiều khi không phải chín chu lắm. Tức là cô ấy không nấu ăn nó bài biển ra. Chồng em thì nấu ăn ngon, còn em thì nấu ăn cũng nấu ăn là ăn được thôi. Tại vì chồng em yêu thương em nên là cố gắng ăn cho em vui. Chứ em nấu cũng chưa ngon lắm. Rồi thường là phải chuẩn bị tất cả xong hết rồi, rửa sạch rồi, bày biện xong rồi đó, lúc đấy là mới bật bếp nấu này kia. Nhưng mà vợ chưa biết gì là cứ bắc nước lên hay là cứ bật bếp thôi mà là trong em nấu đấy luôn. Làm cái gì rửa nhanh. Mà mấy cái đấy em không, thấy cái nó... đó thì lại không được đó. Cái đó là phải gấp gáp chồng á. Đó. Tránh bị khét rồi bị này kia. Nhiều lúc cháy nồi. Nếu mà nấu bằng bếp ga là nguy hiểm lắm á. Rồi tiếp tục những tật xấu nữa nè. Thứ hai đó là nhiều khi vợ chồng giận nhau á là hay là bắt em tức là em thức khuya quá mà vợ cứ bảo em đi ngủ, mà không đi ngủ là vợ giận là cứ ra ngoài ngồi khi nào mà xuống công viên em ngồi. Em đi ngủ rồi mới xuống mới hồ bơi ngủ rồi. Tại vì hai vợ chồng ở chung cư á là vợ cứ xuống hồ bơi dưới là cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây vậy thôi. Hai bọn em đặc biệt em là không nghe, có giận nhau không quá nghe 10 đi phút ngủ hơn. Sớm á. Là giận như kiểu vậy. Nhưng mà đặc biệt là chưa bao giờ giận quá tầm 10 phút. Cứ sau 10 phút là hòa nhau và vui vẻ. Rồi tiếp tục, trong nhà có gì vui không? Cô ấy có tính tình nó là chững chạc hay là con nít hay là trẻ con, tính tình của trẻ con. Nãy giờ thấy nói chuyện là thấy có vẻ vẫn còn con nít lắm nè, đúng không? Vâng, chính xác ạ. Em thì bằng tuổi với vợ nhưng mà cái suy nghĩ với cái thứ nó khác. Và em cảm nhận như là mình lấy phải một cái cô mà giống như là em bé. Nhiều khi giống như là một cô khoảng tầm 16, 18 tuổi thôi. Và ngây thơ không biết sự đời vậy đó. Nhưng mà suốt ngày là cứ... Tức là mơ mộng người này kia rồi cũng điệu điệu rồi là... Nói chung là làm những cái việc mà em không nghĩ rằng đấy là người 32 tuổi. Nhưng mà giờ có thích là siêu sống áo hay chụp ảnh như này kia cái thứ cái mà em... đều cấm là đừng có chụp ảnh anh, nhưng mà suốt này chụp lén này kia thứ, và cái đấy thực sự em không có thích.
Có quay video clip em không? À, nhìn nhiều cái quay cười mình là gửi cho mẹ vợ. Có đăng Facebook không? Đăng Facebook thì quay video thì em đăng. Em mới hỏi ảnh là cái này em đăng được không, thì ảnh cho thì em mới đăng. Còn không thì thôi em gửi cho mẹ má. Ừ, vậy em mong muốn vợ của em thay đổi những gì Dương? À, cái tính cho con thì em không biết là có nên thay đổi hay không, nhưng em nghĩ thế là được rồi. Và vợ em thực sự em chỉ yêu cầu là vợ em chỉ đọc sách thôi, tại vì thực sự em rất là thích sách. Vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Không có gì phải thay đổi nữa. Đã, từ khi lấy vợ về đến giờ em thấy thực sự là an vui, an nhiên, sống một cuộc sống hay quá, bình lặng lắm. Không, Dương thấy được điều đó, tức có nghĩa là Dương đang hạnh phúc đó. Dương đang tận hưởng cái hạnh phúc của mình đang có. Đúng rồi. Và đây là một nửa của em thật sự đó. Chị thấy bây giờ hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là gì biết không? Là bắt đầu cọ sát với nhau để mà hòa nhập á. Vâng. Bắt đầu tìm hiểu về nhau, về tất cả mọi thứ. Thì chắc chắn là không thể nào mà một ngày, một lúc mà có thể làm được cái điều đó liền. Thì thành ra là nương nhau để mà xem là, giống như nãy em nói đó, có những cái là mình thấy là con nít đó này kia nọ, nhưng mình thấy cái đó được cô Tư. Tại vì thực ra người mà có cái tâm hồn như vậy đó, đỡ lắm em ơi. Chị nói thiệt, tự nhiên mình bị chín chắn, mình bị già quá, mình mệt lắm. Thành ra là cô này cổ dạy con nít mà, cho nên là cổ dạy đi cho nó tốt. Đó, rồi ngược lại á, thì ảnh có những cái mà ảnh mong muốn ở em á là cần phải chững chạc này kia nọ, thì em cứ yên tâm, khi mà em có bạn này có em bé gái, tụi em có con cái là tự động cái sự thích nghi liền. Cho nên giờ hiện giờ là hai đứa đang ở trong cái giai đoạn là tận hưởng cái hạnh phúc mà mình đang có, tìm cách hòa nhập vào để mà tạo được một cái gia đình, để chuẩn bị chờ đón cái đứa con của mình. Đó thì cố gắng đi. Bây giờ có muốn có con không? Dạ, muốn đang thả không? 2 tuần à. À, đang mới có 2 tuần à hả? Dạ. Em chúc luôn đi em. Cho trước khi luôn. Anh chúc đó thì anh cũng mong là em phải làm sao hạn chế tối đa cái việc mà để vợ xuống hồ bơi ngồi ngắm trăng ngắm sao dễ gì. Thật ra nhiều khi thức khuya mà vợ nhiều khi á, không phải là cái chuyện mà lo cho chồng thức khuya không, mà nhiều khi lẫy á. Đó, đừng có thức khuya nó vô ngủ với em đi anh. Thấy không? Phải hoạt động liên tục lên thì em bé nó sẽ xuất đời hiện. Thôi. Và với cái việc mà hai em lúc nào cũng mong muốn có em bé như vậy thì anh nghĩ sẽ tới thôi. Và anh cũng chúc cho hai vợ chồng Dương nghe và Huệ trong năm nay sẽ có tin vui. Qua năm sau trai hay gái gì cũng được đến với gia đình của em nghe. Một em bé khỏe mạnh chào đời trong sự hân hoan của hai gia đình nội ngoại. Em cảm ơn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.